Sau gần một tháng xét xử và nghị án, chiều ngày 17 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. 33 bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 2 năm tù đến 23 năm tù. Theo Hội đồng xét xử, có đủ căn cứ để xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của tập đoàn và các pháp nhân thuộc tập đoàn này. Theo hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại tòa, bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền gần 446.000 tỷ và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.